Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Chạy 8 Đồng Nai 65, chạy 8 Cần Thơ 48, chạy 8 Sóc Trăng 28 và bao gồm các chạy 7, chạy 6, chạy 5, chạy 4, chạy 3, chạy 2, chạy nhất và chạy đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Đồng Nai 862-211, giải đặc biệt Cần Thơ 456-726, giải đặc biệt Sóc Trăng 963-538. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.